Công bằng mà nói, không ít người tỏ ra nghi ngờ về hiệu quả của mô hình này. Thậm chí có lúc đã có không ít lời ra tiếng vào về những việc làm khác thường của ông. Không ai hiểu mình bằng chính mình. Ông Sáu Ngoãn quyết tâm chứng minh hiệu quả của mô hình bằng chính kết quả trong sản xuất. Để thực hiện quy trình này, ông Sáu Ngoãn đưa ra hàng loạt giải pháp kỹ thuật nhằm thay thế cho việc sử dụng thuốc. Trước tiên là khâu xử lý nước. Để nguồn nước đảm bảo yêu cầu cho việc nuôi tôm, ông tiến hành lọc nước bằng hệ thống ông gọi là siphon. Nước khi vào đến ao nuôi tôm phải qua 3 công đoạn. Khi ấy, các loại tạp chất hầu như đã được loại bỏ hoàn toàn. Để việc giám sát, thay vì dùng thuốc thì ông lại sử dụng biện pháp loại trừ. Chẳng hạn như để diệt cua còng trong ao tôm, ông thả các loại cá có khả năng tấn công và tiêu diệt cua còng. Trên miệng hang, nơi nào không có nước thì ông mới dùng thuốc trộn với cơm nguội bỏ ngay miệng hang. Trong quá trình chăm sóc tôm, để giảm chi phí trong sản xuất, ông tận dụng nguồn thức ăn sẵn có ở địa phương là ốc bô vàng cho ăn dặm với thức ăn công nghiệp. Hiện nay quy trình này được ông áp dụng trên toàn trang trại với diện tích hơn 50 hectare. Điểm mấu chốt nhất trong quy trình nuôi tôm sạch của ông Sáu Ngoãn là nuôi với mật độ thưa và không sử dụng hóa chất. Người nuôi tôm giảm đi một khoản chi phí đáng kể trong quá trình chăm sóc, hạn chế tối đa tình trạng ô nhiễm nguồn nước phục vụ cho nghề nuôi tôm do ít sử dụng thuốc hóa học và thức ăn. Ngược lại, tôm đạt trọng lượng lớn, bán được giá cao, đảm bảo vấn đề vệ sinh thực phẩm. Kể từ năm 2004 đến nay, trong lúc hàng loạt người nuôi tôm ở Bạc Liêu cũng như nhiều tỉnh khác thất bại, thì thành công trong nghề nuôi tôm của ông Sáu Ngoãn cứ năm sau cao hơn năm trước. Bình quân lợi nhuận hàng năm của ông lên đến hơn 3-4 tỷ đồng. Từ chỗ ngờ vực tính hiệu quả quy trình mà ông Sáu Ngoãn áp dụng, qua sự kiểm nghiệm của thực tế, nhiều người đã bái phục và gọi ông là sư tổ nuôi tôm. Ông kể, có một lần, một công ty nhập khẩu tôm của Mỹ cử chuyên gia sang kiểm tra chất lượng tôm của ông. Ông dẫn họ đi giới thiệu tủ thuốc mà ông dùng cho nuôi tôm, nhưng họ tỏ ra không quan tâm lắm đến điều đó, và cũng không quan tâm đến lịch thành phần thức ăn của tôm. Họ đi xung quanh trang trại, bới móc tìm những chai vỏ thuốc đã cũ dưới bùn, vì họ sợ ông giấu. Đến khi họ hỏi ông nuôi với mật độ bao nhiêu, ông trả lời từ 7 đến 9 con trên 1 mét vuông, thì các chuyên gia Mỹ ok và không đi kiểm tra nữa. Ông giải thích với chúng tôi, vì các chuyên gia này đã biết, nếu nuôi với mật độ như vậy thì làm gì có chuyện ô nhiễm, mà đã không ô nhiễm thì cần gì phải dùng thuốc hóa học để xử lý. Vì vậy, chắc chắn tôm ở đây sạch và an toàn. Ông Sáu Ngoãn nuôi với mật độ là 7 đến 12 con. Thế thì thực ra mà nói thì sách vở cũng có nhiều. Thế nhưng mà có cái đặc biệt thế này này, ông nuôi với mật độ thấp từ năm 2004. Thế thì không biết là ông vô tình hay là ông hữu ý, ông ấy đã làm đúng theo những cái hướng dẫn, cái chỉ thị của Bộ Thủy sản mà sau này tôi thấy mới ban hành. Thế đấy cũng phải nói là đây cũng là một cái ưu điểm. Không biết có phải ông là như thế nào không, nhưng mà rõ ràng cái việc đó làm là đúng quy luật. Với điều kiện đất đai rộng, Bạc Liêu có hơn 120.000 hectare đất nuôi tôm. Nông dân Bạc Liêu hoàn toàn thuận lợi trong việc triển khai thực hiện quy trình này. Bởi theo so sánh qua thực tế nhiều vụ liền, thì việc áp dụng quy trình nuôi tôm sạch của ông Sáu Ngoãn, lợi nhuận sẽ cao hơn quy trình nuôi tôm mà người dân Bạc Liêu đang áp dụng. Chính vì lý do này mà từ năm 2006, ngành thủy sản Bạc Liêu đã có chủ trương khuyến cáo nông dân áp dụng quy trình này một cách đại trà. Chuyện ông Sáu Ngoãn thành công trong nghề nuôi tôm giờ đây không còn lạ đối với người dân ở Bạc Liêu. Kể cả không ít người làm nghề nuôi tôm trong cả nước cũng đã biết đến ông. Bởi lẽ, đã khá nhiều lần,
ông đại diện cho nông dân sản xuất giỏi Bạc Liêu đi báo cáo điển hình hết nơi này đến nơi khác.